Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc bốc bát hương trong cái tháng 2 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À thưa quý vị, thì để lựa chọn ra một cái ngày tốt để bốc bát hương ấy thì cái ngày tốt bốc bát hương nó là một chỗ ngày mà chọn nó khác so với những ngày thường. Bên cạnh về việc là chọn ra những ngày xấu cần tránh thì chúng ta cũng cần phải chọn ra được những ngày mà nó cho phép được bốc bát hương. thì uh, trong cái quyển sách ngày tốt tuần thư ấy cũng đã có một cái phần để lựa chọn ra ngày tốt bốc bát hương. đó là ngày ngày của hứa chân quân ngọc học ký. thì trong cái hứa chân quân ngọc học ký thì ông hứa chân quân thấy người đời tắc phúc thiên nguyện, bái biểu thượng trương làm chay có người được phúc, có kẻ thì bị tai họa, có nhà cầu đảo thì sinh ra họa phá tận con cháu. như vậy là tại sao đúng không ạ? vì thế ông vì thế ông hứa chân quân mới sát trong cái bản án thiên tào thì thấy chỉ vì những kẻ tầm thường không biết chọn ngày và chung cúng tổ tiên, không biết chọn ngày trong vòng 60 hoa giáp, trong tuần của các vì sao, hoặc ở địa phủ hoặc ở nhân gian. Đấy, dĩ trí mà phạm phải mà con cháu bị chịu tai họa. Vì thế, Ngài Hứa Trân Quân mới chép rành rẽ ra quyển Ngọc Hạp để cho các vị quốc sư, đạo sĩ và nhân dân. Mỗi khi có việc tế tự, cầu thần, lễ Phật, lại tránh những ngày thiên cách, địa cách, thần cách, quỷ cách trong vòng 60 ngày của lục thập hoa giáp, thì tự nhiên biết được những điều cắt hung và tránh được những hậu họa đó thì chúng ta sẽ dựa vào hứa chân quân ngọc học ký để chúng ta tìm ra cái ngày tốt nhất trong cái tháng 2 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc bốc bất hương thì các bạn có thể tham khảo thêm cái quyển sách ngày tốt tuần thư để tìm ra cho mình những cái ngày tốt nhất đó. thì bao giờ cũng vậy để tìm ra được ngày tốt thì chúng ta cần phải loại bỏ những ngày xấu trước đó. để cho những ngày tốt nó được cắt lành hơn nữa và quý vị biết ấy, thì tháng 2 âm lịch nó khởi từ ngày 20 tháng 2 dương lịch đến ngày 21 tháng 3 dương lịch. Ngày mùng 1 nó là ngày kỷ dậu và tháng 2 âm lịch nó là tháng ất mão, nó là tháng tháng đủ có 30 ngày. Đó. Thì trong tháng 2 âm lịch thì chúng ta sẽ có những cần phải loại bỏ những ngày xấu sau. Đầu tiên là ngày sát chủ, ngày sát chủ trong tháng 2 thì nó sẽ là ngày tí Nó có 3 ngày, mùng 4 là ngày nhâm tí này, 16 là ngày giáp tí và ngày 28 là ngày bính tí. Đó, chúng ta dùng. Tiếp theo ngày thụ tử, ngày thụ tử thì nó sẽ là ngày thìn, Ngày thìn thì sẽ có hai ngày, mùng 8 là ngày bính thìn ngày Và ngày 20 là ngày mậu thìn thì chúng ta cũng không dùng Và một ngày thứ ba chúng ta cần phải bỏ đó là ngày nguyệt phá Nguyệt phá trong tháng 2 thì nó là ngày dậu Ngày dậu thì sẽ có 3 ngày, mùng 1 là kỷ dậu này, 13 là tân dậu và ngày 25 là ngày quý dậu đó, Thì chúng ta cũng sẽ không dùng Tiếp theo là đến ngày con nước Ngày con nước là ngày mùng 3, mùng 17 và ngày 29 thì ngày mùng 3 Ngày mùng 3 nó sẽ rơi vào ngày Tân Hợi. Ngày mùng 7, ngày 17 nó là ngày ất ất Sửu và ngày 29 là ngày Đinh Sửu thì ba ngày này chúng ta cũng sẽ không dùng. Tiếp đến là ngày dư công kỵ, nó là ngày 11 là ngày kỷ Mùi thì chúng ta cũng cần lại bỏ. Ngày xấu tiếp theo là chúng ta cần loại bỏ nữa là ngày Thiên Địa chuyển sát thì nó là ngày Tân Mão và ngày Ất Mão thì chúng ta cũng sẽ không dùng được. Tiếp đến là ngày Tam Nương, ngày Tam Nương thì sẽ có 6 ngày: mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Thì ngày mùng 3 nó rơi vào ngày Tân Hợi. Ngày mùng 7 thì nó rơi vào ngày Ất Mão. Ngày 13 thì nó là ngày ngày Tân Tân Dậu. Ngày 18 nó là ngày Bính Dần. Đó. Ngày 22 nó là ngày Cái Ngọ. Và cuối cùng là ngày 27 nó là ngày Ất Hợi. Đó, đó là những ngày tam nương, 6 ngày tam nương mà chúng ta cần tránh. Và ngày số cuối cùng chúng ta cần tránh đó là ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ sẽ có 3 ngày mùng 5, 14 và 23. Thì ngày mùng 5 nó là ngày Quý Sửu. Ngày 14 thì nó sẽ rơi vào ngày Nhâm Tuất và cuối cùng là ngày 23 ngày 23 thì nó rơi vào ngày ngày tân mùi đó đó là toàn bộ những ngày xấu cần tránh để chúng ta tiến hành công việc bốc bất hương và sau khi mà tiến hành chọn loại bỏ những ngày xấu rồi ấy, thì chúng ta đã sử dụng cái ngày tốt toàn thư để chúng ta tìm ra những ngày tốt bắt đầu chúng ta các bạn mở trang 153 154 ấy. đây 152 153 ở à, phần ngày mùng 1 là ngày gì ngày kỷ dậu đúng không ạ ngày kỷ dậu thì chúng ta bắt đầu là xét ngày đầu tiên là ngày kỷ dậu thì ngày kỷ dậu ấy ngày kỷ dậu thì trên thượng giới có lại đại ân xá nếu làm lễ bái tế tự tiến điền thì rất là tốt như vậy ngày kỷ dậu ngày mùng 1 này rất là tốt nhưng mà nó phạm ngày người phá vậy nên chúng ta không dùng được tiếp theo là ngày mùng 2 ngày canh tuất ngày canh tuất và ngày tân hợi thì ngày canh tuất là và ngày tân hợi ấy, là chư thần tại thiên nếu mà lễ bái thì tạm tốt còn nếu mà biểu trương ấy, thì lại gì bị hóa ra rất xấu như vậy là gì trong cái ngày ngày canh thuất ngày mùng 2 và ngày mùng 3 này thì nó thì chỉ có thể làm lễ bái thôi thì tạm được còn tiến biểu trương thì lại xấu nên là tốt nhất quý vị nên tránh nhá mùng 2 và mùng 3 cũng không được rồi tiếp theo ngày mùng 4 vào ngày mùng 4 vào ngày mùng 5 mùng 4 là ngày nhâm tý và mùng 5 là ngày quý sửu ấy thì lễ ngày này là làm lễ bái cực xấu vì các thần ở trên đang ở trên thiên cung không làm được đó và tiếp theo là ngày giáp dần ngày Ất Mão Giáp dần Ất Mão, giáp dần là ngày mùng 6, Ất Mão ngày mùng 7 Mùng 6, mùng 7 thì chư thần tại nhân gian địa phủ Làm lễ bái hay cầu phúc tế tự đều rất là xấu, cũng không dùng được Đó Tiếp theo chúng ta xét đến ngày mùng 8 Như vậy mùng 6 này, mùng 6, mùng 7 không được Như vậy ngày mùng 8, mùng 9 và mùng 10 Mùng 8, mùng 9, mùng 10, 11 Những ngày này thì chư thần trị thiên Bốn ngày này tế tự làm lễ thì cũng rất xấu Đó, như vậy là ngày mùng 8 này, mùng 9 này mùng 10 này ngày 11 thì là ngày tế tự làm lễ rất là xấu không dùng được tiếp theo chúng ta xét đến ngày ngày 12 là ngày canh thân ngày canh thân là ngày mở đường ngũ phúc cửa trời thì rộng mở làm tế lễ làm chay thượng biểu tướng trương thì được phúc 100 phần trăm và việc gì bốc bắt hương thì cũng cực kỳ có lợi vậy chứ là chúng ta ngày tốt đầu tiên là ngày 12 là ngày canh thân Tiếp theo đến ngày Tân Dậu thì ngày Tân Dậu là ngày 13 ấy, thì nó lại là ngày xấu vì chư thần Ngọc Hoàng sai xuống nhân gian địa phủ tế lễ thì rất là rất là xấu. Và ngày 14 và ngày 15, 14 và ngày 15 là ngày nhâm Tuất và ngày Quý Hợi thì là ngày lục thần cùng nhật. Nhân gian cầu phúc sẽ phạm phải gọi là bần cùng cô quả, mọi việc đều không có lợi. Như vậy ngày 14 15 cũng là những ngày không tốt thì chúng ta không nên dùng. Tiếp theo chúng ta đến ngày 16 và ngày 17. Thì ngày 16, ngày 17 là ngày giáp tí và ngày ất xỉu Thì các thần đều ở dưới đất Nếu làm chay lễ Phật cầu thần, cầu tự, cầu phúc Thì được tốt 100% Như vậy là gì? Đây là ngày tốt Nhưng mà ngày giáp tí và ngày ất xỉu thì nó nó là ngày không tốt Đấy. Ngày giáp tí là ngày không tốt Còn ngày ất xỉu thì nó bị phạm vào ngày con nước Nhưng ngày con nước thì chúng ta vẫn có thể dùng được Như vậy là chúng ta có thêm ngày tiếp theo là ngày ất xỉu Là ngày 17 đúng không? Tiếp theo là ngày Chúng ta xét là ngày bính dần Bính dần là ngày 18 Ngày 18 ngày Bính Dần là ngày Nhật hư tại thiên, tức là thần ở trên trời ấy. Nếu mà dùng lễ bái cầu phúc tế tự thì thần núi thần sung hay chiêu hồn thì đều cũng chiêu tai họa. Nói chung là nó là ngày không tốt thì chúng ta không dùng. Đó, vậy xin là ngày Bính Dần ngày 18 chúng ta không dùng. Tiếp đến là ngày 19, ngày, ngày 19 là ngày Đinh Mão này, ngày mộ Thìn là ngày 20 và ngày Kỷ Tỵ là ngày 21. Chúng ta xét ngày 19 20 và 21. Thì ngày 19, 20, 21 thì được bách thần ở dưới đất. Ba ngày này rất tốt cho việc cầu phúc, tế tự, lễ bái, biểu thượng trương chiêu hồn hay là bái mệnh lập đàn làm chay lễ phật gì thì cũng đều tốt cả như vậy là chúng ta sẽ có ngày 19 là ngày đinh mão là một ngày tốt này 19 đinh mão là ngày tốt tiếp theo này ngày 20 là ngày mậu dần thì à, mậu. ngày 20 là ngày mậu thìn thì cũng là ngày tốt nhưng mà nói phạm người thụ tử đang dùng và có thêm ngày 21 21 là ngày kỷ tỵ 21 là ngày kỷ tỵ cũng là ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc bốc con hương Đó. tiếp theo là chúng ta xét đến ngày canh ngọ và ngày tân mùi Ngày canh ngọ là ngày 22 thì phạm ngày tam lương, tân mùi phạm ngày 23 thì bị phạm ngày nguyệt kỵ. Và trong khi đó là trong hứa chân quân Ngọc học ký cũng viết là ngày canh ngọ và ngày tân mùi ấy, thì là chư thần ở trên trời. Hai ngày này không nên tế tự lễ bái vì nó rất là xấu. Đó, như vậy không dùng được. Tiếp đến chúng ta xét đến ngày nhâm thân. Ngày nhâm thân là ngày 24. Ngày 24 nhâm thân ấy, thì chư thần ở trên trời rụi xuống địa phủ thượng biểu bái trương thì được phúc 100 đó như vậy ngày 24 này cũng là rất là một ngày rất tốt để chúng ta tiến hành công việc bốc bất hương nhé các bạn lưu ý tiếp đến là chúng ta sẽ ngày 25 ngày 25 là ngày quý dậu thì ngày quý dậu ấy thì tế tự chấn hà bá làm việc thủy quan thì tốt nhưng mọi việc khác thì cũng không dùng được hơn nữa ngày 25 lại phạm ngày gì ngày 25 phạm ngày nguyệt phá vậy nên chúng ta cũng sẽ không dùng được nhé tiếp theo là ngày 26 27 là ngày giáp tuất và ngày ất hợi thì ngày giáp tuất nó là ngày 26 này À, ngày Ất Hợi là ngày 27 Ngày giáp tuất thì các thần ở trên trời Không ở nhân dân địa phủ Làm lễ bái nhỏ thì được Thì ngoài ra thì không nên à, Như vậy là gì? Chúng ta có ngày 26 26 là ngày giáp tuất Thì vẫn có thể dùng trong việc bốc bất hương được Còn ngày 27 là ngày Ất Hợi Thì nó bị phạm vào ngày Tam Nương Vậy chúng ta không dùng Tiếp theo chúng ta xét ngày Bính Tý là ngày 20, 28 Và ngày Đinh Sửu là ngày 29 Ngày Bính Tý, ngày Đinh Sửu, ngày Mộ Dần là ngày 30 Thì trong 3 ngày này ấy, Thì là rất xấu, không nên tế tự vì các chư thần phá thiên tào nếu ai làm lễ cầu phúc thì bị chiêu tai họa và hao tốn tiền của. Vậy nên tốt nhất các bạn không dùng. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là trong cái tháng 2 âm lịch thì chúng ta sẽ có 6 ngày tốt. 6 ngày tốt để tốt cho công việc là bốc bát hương. Bốc bát hương hoặc là bốc lại bát hương. Đấy. Thì các bạn hãy chọn ra cho mình một cái ngày phù hợp nhất để tiến hành cái công việc cho được thuận lợi và may mắn. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Thì ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm những cái ngày tốt khác bằng cách là tìm đến quyển ngày tốt toàn thư. Thì trong này cũng có rất nhiều ngày tốt cho quý vị lựa chọn và để tự chọn cho mình những ngày tốt nhất để tiến hành công việc một cách chủ động hơn. Đấy. còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Đấy, xin cảm ơn.